Sáng mơ trên cầu cảng, tàu đang về đất liền. Phía trước mặt chúng ta là đất liền, huyện Kiên Lương. Thank you.
tàu này là 2:30 chiều về đất liền, một chuyến là 6:00 sáng. Giờ là 6:00 sáng trên cảng Hòn Heo nha các bạn. Đây là trên cảng tàu Hòn Heo. Gió thì chạy lẹ thế, ngược gió thì chạy chậm thế. Còn đi về đất liền là nhau còn còn heo vậy. Là một chiếc tàu hàng với một chiếc cao tốc. Cao tốc thì chủ yếu là chở người, tàu hàng thì chở hàng, chở xe, chở người luôn. Người chở cũng dữ nha. Hàng chạy cũng nước sống rồi các bạn. Các bạn xem cảnh này thì tôi còn trên đảo Hòn Heo chưa về. Nếu về thì buổi chiều có chuyến 2:30. Rồi buổi sáng trên Hòn Heo nha các bạn. Giờ anh em đang đi uống cà phê. Có cà phê nóng không con? Có. Cà phê đang nóng á? Có. Có cho ly, anh uống như thế sao? Sữa đá. Một ly đang nóng. Đây là quán cà phê ở trên Hòn Heo. Đây là bún thịt nướng, bún riêu. Cho tôi bún thịt nướng đặc biệt nha. Nhiều rau. Nhiều phim tí nha con. Dạ. Đây là đang sửa lưới hả con? Đây đang sửa lưới với cụ bỏ làm cái mới. Đang làm lưới để chuẩn bị đi biển. Thì mình cắt bỏ là mình đang cái mới vô hả con? Dạ. Ở đây cắt bỏ thì người khác mới đang cái mới vô. Nó qua nhiều khâu hả? Cái này mình làm cho nhà mình hay là sao cơ? Cái này làm cho cháu. Làm công cho cháu đi chứ nó giờ nó làm công chứ. Như là còn rồi quay lại nạn, còn cắt bỏ rồi nạn nữa. Chỉ bà nói nghề biết mặt nghề nghiệp coi chừng nào phân cấp nghề với nè. Tôi mới xuống đây tôi mở cái cơ sở là sửa lưới nè. Rồi mấy con thất nghiệp hết. Không, chị không chịu đi. Dạ hả? Tôi thấy có mình nè. Hai em già đi lang thang. Đây là sửa lưới các bạn. Cắt bỏ những cái lưới rách. Những cái lưới rách mà bỏ hết rồi mình chỉ giữ lại cái sợi dây thôi. Rồi mình đang vô cái lưới mới. Mà cái lưới loại này là mình bắt ghẹ hay bắt gì không? Bắt ghẹ. Lưới này là bắt lưới ghẹ. Tức là ghẹ cá thì nó vô con nào dính là bắt con đó luôn. Nhưng mà cái chấm là ghẹ đó. Chấm là ghẹ. Thấy ở đây lưới ghẹ nhiều. Còn lưới gì có con ốc thì ít. Cái này nó cũng dính ốc luôn nè. Không, cái con ốc mà để nó con sò, con bạch tuộc nó vô á. Ờ, nó là này dính luôn. Dính luôn hả? Dính con ốc đó luôn. Dính con ốc đó là mới bán là
rồi bán cái vỏ lại cho cái ông kia, ông bắt lại ông bịch tuột. Đó, cái dầu này. Con ốc đó kêu con ốc gì? Cái tên ốc dôi. Và cái ông thằng em này nó nói là mua cái vỏ không 30 ngàn, 20 ngàn cái vỏ. Ừ, vỏ làm rồi xong hết trơn, 20. Là kết dây, kết gì vô đó. Nhưng mà thấy qua nay đi vòng vòng đây thấy cái rầm lưới này nhiều. Đi dài dài lên cái đường trên đây thấy lưới ốc. Lưới ghẹ thì nó nhiều hơn. Có người em quen nhà đây nè, chồng con Hồng á, cháu nè. Hôm giờ ở nhà đó. Tôi chào hai con nha. Tôi đi ăn sáng rồi tôi ra ba thằng đầm cho cháu. Cho biết cho người ta. Bên đây cũng có chỗ làm nữa. Đang trên đường đi ba thằng đầm nha các bạn. Có thằng Hùng em mình nó ở Hòn Heo, nó thổ địa Hòn Heo. Dắt mình đi chơi. Hùng này ở Hòn Heo thì cũng nghề đánh cá nha các bạn. Nhà có tàu cá. Nhưng mà bạn đi không à, nó không đi. Đây, tàu của chúng tôi đang neo đậu đây. Chào cô. Chào ông anh. Chúng tôi đang xuống tàu. Rồi chúng tôi đây nha các bạn. Ba hồng đậm kia mình chạy là khoảng 30 phút thôi nha.